Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 7, bài Luân Canh, Sơn Canh và Tân Vũ. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về Luân Canh. Luân Canh đó là luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên một đơn vị diện tích đất trồng. Ví dụ như năm thứ nhất chúng ta trồng ngô hoặc là trồng đậu và tháng 1, tháng 5. Sau đó là trồng lúa tháng 7, tháng 12. Năm thứ hai chúng ta trồng khoai lang từ tháng 11, tháng 12 cho tới tháng 5. Rồi trồng lúa mùa từ tháng 5 đến tháng 8. Rồi lúa mùa muộn từ 8 đến tháng 12. Giờ đây chúng ta thấy là các loại cây trồng liên tục luân phiên thay đổi với nhau. Ngô, lúa, khoai, lúa luôn thay đổi các loại cây. Người ta gọi là luân phiên các loại cây trồng trên cùng một đơn vị diện tích. Vì có hai hình thức luân phiên, đó là luân phiên giữa cây, luân canh giữa cây trồng cạn với nhau. Ví dụ cây ngô và cây đậu, đây là hai loại cây trồng cạn. Thứ hai là luân canh giữa các cây trồng cạn với cây trồng nước. Ví dụ lúa với lúa hoặc là đổ với lúa. Ví dụ ngô với đổ là cây trồng cạn nè, lúa là cây lúa nước, cây trồng nước. Khi chú ý những luân canh thì chúng ta cần chú ý những điểm sau đây. Thứ nhất là mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng của một loại cây trồng nhiều hay ít để chúng ta lựa chọn. Đối với những loại luân phiên mà hai loại cây liền kề nhau mà sử dụng các chất dinh dưỡng có nhu cầu dinh dưỡng cao thì chúng ta không nên chọn nhiều. Một cây nhu cầu dinh dưỡng cao ở vụ trước rồi một cây nhu cầu dinh dưỡng thấp ở vụ sau. Đó là hợp lý. Thứ hai là sức chịu đựng của cây trồng đối với sâu bệnh hại. Thì khả năng chống chịu cây trồng với sâu bệnh hại của các mùa vụ là nhiều hay ít. Tác dụng của luân canh. Tác dụng của luân canh là làm tốt tăng độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng và đồng thời chống được sâu bệnh hại. Cái lý do chống được sâu bệnh hại đó là ở vụ trước chúng ta trồng ngô, vụ sau chúng ta trồng lúa, thì khi sâu hại ở vụ 1 là vụ ngô sẽ không còn sống sót được ở vụ 2 bởi vì chúng ta đã thay đổi cây trồng ngô thành lúa. Và tương tự vậy, khi chúng ta thay đổi ngô sang khoai hoặc là lúa sang khoai thì sâu bệnh sẽ bị tiêu diệt và chống được sâu bệnh hại trên cây trồng. Ở đây một số ví dụ về mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng các một số loại cây từ thấp cho đến cao. Như cây hậu đậu là cái nhu cầu dưỡng thấp nhất, đến cây những cây lấy củ này, đến rêu, đến cây quả và đến cây ngũ cốc. Người khả năng chống chịu được sâu bệnh hại từ cao đến thấp, thì cây ngũ cốc đó là khả năng chống chịu sâu bệnh hại cao nhất. Nên cây lấy củ, cây đậu, cây rêu và cây quả là khả năng chống chịu sâu bệnh hại thấp nhất. Những bổ sung khác chúng ta lưu ý. Độc canh là gì? Độc canh nó khác với luân canh. Độc canh là đó chỉ trồng một loại cây trồng trên một khu đất hay nhiều năm, trồng một hay nhiều năm. Thì độc canh có nhược điểm là chất dinh dưỡng của mà cây cần sử dụng là thiếu, còn các chất dinh dưỡng ở có nhiều cây trồng lại không có. Có nghĩa là liên tục trồng một loại cây quanh năm suốt tháng, năm này sang năm kia, thì cái nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng sử dụng trong vụ 1 đã hết rồi, thì sang sang vụ 2 thì cây trồng lại thiếu dinh dưỡng cái nguồn lượng dinh dưỡng cần thiết để cây sinh trưởng phát triển tốt. Rồi lại tiếp tục sang vụ 3 thì cây trồng lại thiếu dinh dưỡng. Do đó độc canh đó là một hình thức có nhược điểm là chất dinh dưỡng mà cây trồng cần thì lại đất này là thiếu, còn chất dinh dưỡng ở đất có nhiều thì cây này không cần, không dùng, vì cây đó không cần nhiệt thiết cho sự sinh trưởng cây mà cho loại cây này mà lại cần cho sự sinh trưởng của cây khác. Cái chất dinh dưỡng nhiều này mà cây, ví dụ cây lúa thì không cần, nhưng mà đối với vụ hai chúng ta trồng đậu thì cái dinh dưỡng này cây đậu lại cần dinh dưỡng đến đó. Vậy để khắc phục tình trạng trên, chúng ta áp dụng phương pháp tiến bộ hơn, đó là nhiều thức khác như là luân canh, sơn canh. Thứ hai là tìm hiểu về sen canh.
Đây là thức xen canh giữa cây ngô với cây đào tương. Nhà xen canh đó là trồng xen kỹ với nhau, xen kỹ này, cây ngô, cây đậu, ngô đậu, ngô đậu, ngô đậu, à, trồng xen kỹ các loại cây trồng, hai hay nhiều loại cây, có thể là hai cây trồng như thế này hoặc ba bốn loại cây trên cùng một nơi bị đất xen kỹ với nhau, à, trên một nơi bị đất người ta gọi là xen canh. Nhà xen canh đó là trên cùng một đơn vị diện tích đất trồng, trồng xen một loại cây trồng khác nhau, một hay nhiều thêm nhiều loại cây trồng khác nhau trên đơn vị diện tích. Ví dụ như là trồng hoa bưởi giờ với cây các cây loại cây cổ thụ khác, vì cây cổ thụ khác thì vươn cao lên, còn cây hoa bưởi giờ là ở chúng ta trồng ở dưới quanh gốc của cây cổ thụ, hay là trồng ngô với đậu như minh hình mình hồi lúc nãy, cam với rau lan, hoặc là cái hồng với bắp cải. Như tác dụng của xen canh đó là tận dụng đất, ánh sáng và dinh dưỡng, ngoài ra còn giảm được sâu bệnh hại. Như một số mô hình xen canh, xen canh ngô đu đủ với xoài, rồi trồng xen canh, nên là thích trồng xen canh giữa lúa này với một số cây cà chua hay là bắp. Trồng bông cải, xen cải canh với cây bắp, là cây bắp, bắp cải, cái đậu. Trồng xen cây ổi với cây hị, đây với cây hị đây, và đây là cây ổi. Trồng xen canh cây ổi với cây hị. Cây cacao trồng xen với cây dừa, là cây cacao bên cạnh cây dừa, trồng xen canh với nhau. Hay là... thứ ba là tên vụ. Một khái niệm tên vụ, tên vụ đó là tên số vụ cho trồng trong một đơn vị diện tích trong một năm. Những tác dụng của tên vụ đó là góp phần làm tăng thêm sản lượng thu hoạch. Ví dụ như là chúng ta vụ những năm trước chúng ta dùng những cây dài ngày, giống cũ dài ngày, thì một năm chúng ta chỉ gieo trồng hai vụ, sau đó chúng ta thay đổi giống cũ thành giống mới là giống con ngắn ngày hơn, có năng suất cao hơn, thì số vụ được tăng lên là 3 vụ, về từ 2 vụ lên 3 vụ gọi là tăng vụ, nhà tăng số vụ gieo trồng trên một đơn vị diện tích. Hoặc là năm thứ nhất chúng ta trồng 2 vụ, năm thứ hai chúng ta trồng 3 vụ, đó là cũng là sự tăng vụ. Nhà tác dụng của nó là làm tăng sản phẩm thu hoạch. Nhà là vụ 1, năm thứ nhất chúng ta trồng 2 vụ, với những năm trước chúng ta trồng 2 vụ thì mỗi vụ chúng ta thu hoạch được là 2 tấn thóc. Vậy 2 vụ thì là 4 tấn thóc. Nhưng bây giờ chúng ta tăng thêm 3 vụ thì sản phẩm thu hoạch sẽ lớn hơn 4 tấn thóc. Có thể là 5 tấn, 6 tấn, 7 tấn, 8 tấn, tùy theo năng suất cây trồng cao thấp. Nhìn sau khi xem xong video này, các em có đặt câu hỏi gì về bài, hãy để lại bình luận ngay bên dưới video này nha. Và chúng ta chờ đón một video mới đăng tải tiếp theo, và đừng quên bấm thích, bấm đăng ký và bấm chuông và cho tất cả các video để nhận thông báo khi đăng tải video mới, và bấm chia sẻ video này với bạn bè. Xin chân thành cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi, chúc các em học giỏi. Bài giảng đến đây là hết, xin hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt, chúc các em học tốt.